Rồi, lời đầu tiên cho Bảo Phát, xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư cũng như quý anh chị bà con cô bác đang tìm cho mình một căn nhà đẹp, mặt tiền đường rộng rãi, đường này là đường 8 mét hả quý anh chị ha. Rồi, cái nhà này là Bảo Phát đã giới thiệu là mặt tiền đường có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề được hả quý anh chị ha. Thì nhà này cũng có thể ở thì cũng rất là ok ha, nhà mới hoàn toàn 100%. Nhà một trệt một lầu thì cổng cũng được làm cổng, cổng này cổng xe hơi luôn ha. Sân này có thể là sân để xe hơi 7 chỗ và xe 16 chỗ vô vẫn ok ha. Thì trước cổng thì trước sân thì cũng có trồng những cái loại cây kiểng và những bãi cỏ làm cho cái nhà nó được đẹp hơn. Đó, được lót sân thì cũng được lót nền. Đó, nhà vừa thiết kế với cái tông màu đó là tông màu gỗ và tông màu sáng trắng. Và cũng có thiết kế những cái đèn hộp để cho trang trí ngôi nhà cực kỳ đẹp và xinh xắn luôn ha quý anh chị ha. Rồi Bảo Phát mời quý anh chị mình đi vào bên trong không gian của phòng khách để tham quan ha. Thì bước vào phòng khách thì ta thấy có bộ ghế sofa và cái bàn được thiết kế rất là đẹp và cái tông màu sofa cũng phù hợp với cái tông màu gạch ha. Thì bên đây thì là có những cái kệ để tivi và những cái la phong trần cũng thiết kế những cái kiểu hoa văn rất là tinh vi, rất là đẹp. Rồi nhà thì một trệt một lầu ha. Thì bên dưới thì có không gian nhà bếp nè, rồi không gian nhà vệ sinh và một phòng ngủ ở từng trệt ha. Thì cái hầm cầu thang á, dưới chân cầu thang cũng được thiết kế những cái kệ chúng ta để sách, để những cái vật dụng hàng tiêu dùng. Thì nhà có giếng trời đây, đây là cái giếng trời ha, sẽ làm cho các không gian của ngôi nhà nó sẽ được sáng hơn và tiết kiệm điện hơn. Thì nhà bếp thì cũng làm rất là đẹp luôn đó. Không có kệ bếp từ kệ trên và kệ dưới được làm bằng gỗ ha. Đây là cửa cửa gỗ của nhà vệ sinh, thì nhà vệ sinh cũng làm bằng cửa gỗ luôn ha, có đầy đủ luôn, lavabo này, rồi bồn cầu này, rồi vòi sen, vòi tắm là đầy đủ ha. Có thêm cái kệ để những cái mỹ phẩm luôn, và có cửa sổ thông thoáng để thoát mùi ha. Rồi Bảo Phát sẽ đi qua bên khu vực không gian phòng ngủ. Thì đây là cái không gian phòng ngủ đây quý anh chị ha, phòng ngủ ở từng trệt. Thì phía bên ngoài cũng có là một cái cửa sổ để hướng ra phía cửa đằng sau. Thì ở đằng sau do là xây dựng không có phun đất, ở đằng sau còn một không gian nữa tầm 2 mét để chúng ta có thể trồng cây và lấy được cái luồng ánh sáng từ bên ngoài vào cho nó tự nhiên ha. Rồi chúng ta sẽ đi ra bên ngoài tiếp tục ha. Thì tường thì cũng được ốp đá nè, rồi dán những cái đề can rất chi là đẹp luôn. Nhà không gian rất là rộng rãi, phù hợp cho quý anh chị mà có thể là mua kinh doanh hoặc là mua để ở thì rất là sang trọng cho quý anh chị ha. Rồi bây giờ Bảo Phát sẽ dẫn mọi người đi lên trên lầu ha. Thì nhà được dán những cái dán cái áp tường rất là đẹp luôn á, nhìn rất là sang đó. Cầu thang thì cũng được ốp đá này, ba cương này đó. Bước lên cầu thang thì chúng ta thấy có một cái không gian, đó là không gian mở. Không gian này để là giống như là để lấy cống, giống như giếng trời để lấy cái ánh sáng cho cái nhà nó được ấm cúng hơn. Rồi chúng ta có một cái không nhà phòng ngủ thứ hai, đây là cái không gian của phòng ngủ thứ hai ha. Thì nhà cũng được thiết kế bằng sàn gỗ luôn đó. Có cửa sổ thông thoáng. Có hệ thống lắp máy lạnh sẵn luôn ha. Chỉ chúng ta cần mua xong, người ta chỉ cần xách vali vô ở thôi, không cần sắm sửa thêm nhiều. Rồi đây là còn cái không gian nhà vệ sinh của tầng 2. Không gian nhà vệ sinh tầng 2 thì ta có nè lavabo nè, và có kệ gỗ, rồi có bồn tắm nằm luôn ha. Đặc biệt trên phòng 2 là ta có cái bồn tắm rất là đẹp luôn đó. Thì bước lên thêm một cái nấc của tầng lầu 1 nữa thì chúng ta thấy có một không gian của phòng ngủ, và bên này là cái giếng trời, nãy từ dưới mình quay lên cho mọi người xem ha. Đó, đây là cái không gian giếng trời nè, nhìn xuống nè đó. Nhà thiết kế kiểu rất là thông thoáng nha quý anh chị, không có bị ngợp bị bí gì hết, kiểu rất là làm cho nó thông thoáng, đủ ánh sáng luôn, ban ngày khỏi cần bật điện luôn. Đây là cái không gian của phòng ngủ thứ ba đây quý anh chị ạ. Đó, à, phòng ngủ nha. Rồi tất cả đi, cái sàn ở trên là được ốp bằng gỗ hết luôn đó, rất là đẹp ha. Tất cả những cái nội thất bên trong ngôi nhà này thì chủ sẽ tặng full cho chúng ta luôn ha. Đây là cái không gian của phòng thờ, đây là không gian phòng thờ nha quý anh chị ha. Thì có thể anh chị không thích cái không gian để làm phòng thờ thì có thể
nó setup là một cái phòng ngủ nhỏ cũng được. Đây là cái hướng mà lan can nhìn ra phía trước nhà đây, thì dân cư ở xung quanh đông kín hết luôn ha, đó, kín hết. Phía trước nhà là có một cái sân để xe hơi rất chi là tuyệt vời luôn. Dân cư hiện hữu là khu vực thì dân cư an ninh đó, có cán bộ an ninh ở kênh gác luôn. Thì tặng ghế sofa và rèm cửa, tủ bếp, tivi, bộ đèn thanh, dây hiện đại, và hầu như tất cả những cái nội thất trong căn nhà này đều là những cái hiện đại hết ha. Thì mình sẽ thông báo lại cho mọi người vấn đề là nhà gồm có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, rồi phòng khách, phòng thờ, phòng đọc sách và có giếng trời, sân xe hơi, và nhà có đầy đủ các bản vẽ thiết kế rõ ràng. Diện tích sử dụng của ngôi nhà lên đến 180 m². Thì cái nhà này cách trục đường chính đồng khởi là hơn 100 m ha. Thì thôi vào đây, thì căn nhà này nằm ở tại khu phố 3 Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai nha quý anh chị ha. Rồi, video của Bảo Phát tới đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi cái video và giúp Bảo Phát một lượt đăng ký kênh ạ. Xin cảm ơn. Xin hết.